Thì sau đây mình sẽ đọc học chiếc iPhone. Thì đây là iPhone gì đây? Đây là chiếc iPhone 6S Plus. Đây là thương hiệu iPhone mới nhất của Apple. Và có hình con cá logo đây. Đây là logo chính. Và cái nút home này, nó được làm rất là thật ở bên ngoài cái vỏ thôi, cho một trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà chưa động vào cái iPhone. Và đây là cái logo Apple màu gold. Vâng, và cái dòng chữ cũng là màu gold luôn ở hai bên. Đây, cái đóng nắp hộp thì nó rất là tuyệt vời. Khi mà mình đậy lại thì nó sẽ đẩy hết không khí ra và nó hút chân không, thì cái mình sẽ trượt ra nó từ từ. Vâng, là chiếc iPhone bên trong. iPhone này là mình đã mở ra và sử dụng khoảng vài tháng rồi, nhưng mà nó rất là đẹp, vẫn còn bóng mới, và các bạn không sợ bị dơ. Cái này nó chống bụi rất là tốt, và cái này là nó có dán thêm keo, keo giả kính, thì nó làm rất là sát. Các bạn nhìn này rất là mỏng. Mới đầu thì mình tưởng nó là nó dày, nhưng mà khi mà mở ra thì mới biết nó rất là mỏng. Đây, nó được đựng trong một cái đồ bảo vệ như thế này. Các bạn có thể dùng băng keo để dán nó lại, làm một cái miếng bảo vệ nắp lưng. Thì đây, trên tay mình là chiếc iPhone rất là to và mới. Quá trớn, cài cái camera ra.